Vâng, và bên em lắp tiếp tiếp tục lên đường cho bộ anh Tuệ ở dưới Thái Bình. Và đây là bộ của anh bên anh Tuệ, anh đang ở bên Đài Loan và anh có xem kênh YouTube và anh đặt trực tiếp bên Đài Loan gửi về cho dưới Thái Bình. Thì nữa bên em sẽ giới thiệu toàn chọn bộ mà anh Tuệ anh đã lấy bên em nhé. Để đường vào khá là hẹp, bên em cũng phải lăn. Vâng, và bên em cũng vào trong phòng khách của nhà anh Tuệ, anh ở bên Đài Loan. Anh cũng sẽ cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy những người thân yêu của mình ở quê nhà. Vâng, và gái đang sắp những cái loại vỏ bìa cắt tông. Vâng, anh chọn bộ combo rất là VIP gồm những đôi loa Keywood G4000 dòng lọc cây, hát hay, nghe nhạc ngọt và trưng bày rất là đẹp, sang trọng. Và một con súp Keywood F1500 màu vân gỗ 340 và luôn luôn đi kèm với những bộ combo karaoke gia đình là những con đẩy liền vang DSTX7 và những con nâng tiếng SP900 Premium và một bộ mic Keywood VK321. Đó, không gian nhà anh toàn bộ là màu gỗ, thì trưng bày những đôi loa màu vân gỗ này thì các bạn có thể thấy sang trọng hơn rất là nhiều. Nghe nhạc rất là nầy, hát rất là dẻo. Lời bác gái đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuệ đã từ bên Đài Loan tặng hàng cho người thân yêu ở quê nhà. Và bên em cũng chuẩn bị bàn giao đấy ạ. Vâng, bác nào mà mua bộ giống anh Tuệ thì hãy liên hệ cho bên em theo hai số hotline trên video nhé. Và bên em ở 133 phố Trường Lâm, Đông Quan, Hà Nội, các bạn cũng có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Trả lại em đêm dài chung đôi mong dưới trăng sao.